Chào tất cả mọi người đang xem video của mình nhé. Ngày hôm nay là ngày 30 tháng 9 năm 2023, thứ bảy cuối tuần rồi. Một tuần trôi qua đối với lại mọi người thì mình không biết như thế nào, nhưng mà đối với lại cá nhân riêng của mình nha, một tuần vừa rồi rất là đặc biệt. Thứ nhất là mình giao lưu được với lại rất là nhiều anh chị em cô chú nè. Thứ hai là mình hỗ trợ tư vấn làm lọc chế, xử lý nước cũng như là điều trị một số bệnh cơ bản cho cá. Nói chung là đa phần là anh em mới tập chơi thôi. Cái điều đó là đối với lại mình rất là vui nha anh em. Nên là mọi người nếu mà ở nhà mình đang gặp những cái khó khăn, vướng mắc, mình đang cần một cái người hỗ trợ tư vấn để mà giải thích cho mọi người hiểu á, thì anh chị em cô chú cứ mạnh dạn liên hệ với lại nhân qua số Zalo trên màn hình nha. Mọi người cứ nhắn Zalo cho mình đi, rồi anh em mình cùng đồng hành, mình xem xét, mình đưa ra những cái tư vấn cho mọi người. Mong rằng một ngày gần nhất hồ của anh chị em cô chú mình đi vào ổn định thì thôi nha. Trong video ngày hôm nay thì mình tiếp tục sẽ giới thiệu với lại mọi người một cái mẫu hồ, nó tầm cỡ khoảng 2 khối nha. Thì trong cái thời gian gần đây thì mình chia sẻ rất là nhiều cái mẫu hồ rồi, nhưng mà đa phần những cái mẫu hồ của mình là chỉ riêng việc về để mình chơi cá coi thôi. Thì có rất là nhiều anh chị em cô chú muốn xem những cái mẫu hồ mà mình chơi kết hợp với lại hồ non bộ á. Thì đối với lại những cái mẫu hồ mà kết hợp với lại hồ non bộ này, nếu mà anh em làm hồ không kỹ nha, hoặc là mình làm cái hệ thống lọc của mình không kỹ, nó sẽ dễ dẫn đến tình trạng là cá của mình bị nhát người. Và trong cái thời gian gần đây mình hỗ trợ tư vấn cho rất là nhiều anh em gặp cái tình trạng là cá nó bị rút gốc bên trong cái hồ non bộ mọi người. Nên là anh chị em cô chú nào hiện tại bây giờ mình đang muốn làm những cái hồ tầm cỡ khoảng 2 hoặc là 3 khối, mình kết hợp giữa cái việc nuôi cá coi ở trên mình chơi hồ non bộ, thì mọi người xem hết video này để mình biết xem coi là khi mà mình làm những cái mẫu hồ tương tự như vậy nè, thì mình sẽ vận hành hệ thống lọc ra sao, mình chú ý những cái điểm gì để giúp cho cá của mình nó nhanh chóng dạng người, tránh cái tình trạng là nhát người nè, bị bệnh hoặc là rút gốc nha. Hồ này thì ngày hôm nay mình đã được sự đồng ý của anh Hồng ở Thạch Thất Hà Nội nha mọi người. Bây giờ mình mời anh chị em cô chú cùng với lại mình sẽ tham quan hồ của anh Hồng. Mình chia sẻ một vài thông tin hồ của anh Hồng, sau đó mình sẽ quay lại ngay chỗ cái phần hệ thống lọc hồ của anh Hồng á, để cho mọi người xem coi là với những cái mẫu hồ giống như của anh Hồng, mình kết hợp giữa cái việc nuôi cá coi với lại chơi hồ non bộ, thì mình sẽ vận hành hệ thống lọc hồ của mình như thế nào nhé. Em xin làm phiền mọi người một tí xíu nha. Đây là thức ăn nè, còn đây là thuốc tím, đây là vi sinh. Thì hiện tại bây giờ em đang cung cấp 3 dòng sản phẩm này. Nếu mà anh chị em cô chú nào mình có nhu cầu á, thì có thể liên hệ với lại nhân qua số Zalo trên màn hình nha. Để bây giờ mình chia sẻ một vài thông số hồ của anh Hồng cho mọi người tham khảo, sau đó mình sẽ mô tả lại thật là kỹ nha chỗ phần lọc của anh Hồng, để cho mọi người hình dung cho nó dễ luôn nha. Hồ chánh này của mình chiều dài là 2m2 nha mọi người, chiều ngang của mình là 1m2 và mực nước trong hồ anh Hồng đang để là 60. Như vậy là mình tính ra hồ chánh này của anh Hồng tầm cỡ khoảng là 1,5 khối nha. Với những cái mẫu hồ tầm cỡ khoảng 1,5 đến 2 khối giống như của anh Hồng á, hút đáy mọi người nên làm hai đường ống nha. Tại vì cái chiều dài hồ của mình nó trên 2m. Nói chung là từ 1m7 trở lên là mọi người làm hai hút đáy được rồi. Để cái phân của mình á, nó sẽ được hút ở nhiều vị trí và cái việc anh em điều chỉnh luồng nó sẽ dễ dàng hơn. Nói chung là cái chủ đề này thì mình chia sẻ lên kênh rất là nhiều lần rồi, nhưng mà mình muốn lặp lại để mọi người nếu mà ai lần đầu tiên xem kênh của mình á, anh em chuẩn bị xây hồ thì mọi người có thể tham khảo mình chú ý ngay chỗ cái phần đi hút đáy hút mặt, để giúp cho cái hồ của mình cũng như là cái bộ lọc của mình nó hoạt động một cách hiệu quả nha. Trong hồ thì anh Hồng đang làm là 2 hút đáy 60, 1 hút mặt 34. Mình sẽ dẫn nước từ ngay chỗ hồ chánh qua hệ thống lọc của mình để mà xử lý. Thời tiết ở ngoài Hà Nội mấy bữa nay mưa rất là nhiều anh em. Khi mà thời tiết nó mưa, đặc biệt là những cái hồ ngoài trời hoặc là hồ của mình trong nhà có mái che, nhưng mà nước mưa nó vào giống như hồ của anh Hồng á, thì mọi người cần lưu ý cho mình nha. Những cơn mưa đầu mùa nó cực kỳ độc hại, nó mang theo những cái mầm bệnh nè, axit, nó dễ làm cho cá mình bị ngứa mình, đỏ mình. Nếu như cái hệ thống lọc của anh em hoạt động không hiệu quả và mình không đưa ra những cái phương án xử lý thì nó sẽ ảnh hưởng làm cho cá của mình bị bệnh nha. Mấy bữa nay thì mình hỗ trợ cho rất là nhiều bạn bị cái tình trạng là mưa đầu mùa luôn. Thì khi mà mưa nó xuống giống như hồ của anh Hồng á, mọi người chỉ cần thay nước mình ngay chỗ ngăn lắng thôi. Ví dụ như hồ 1,5 khối thì mọi người cho tầm cỡ khoảng là nửa ký mỗi hộp thôi, anh em đừng có cho nhiều quá. Mình cho tầm cỡ khoảng nửa ký thôi, rồi sau một cái thời gian ví dụ như mình thấy cá của mình nó có hiện tượng ngứa mình, đỏ mình hoặc là nó cả mình liên tục á, lúc này mọi người mới đánh muối hộp cái hàm lượng là 5 ký trên một khối, rồi mình bổ sung thêm tetracycline để giúp cho con cá của mình tăng sức đề kháng, nó trị cái tình trạng ngứa mình, đỏ mình. Còn ví dụ như cá mà nó vẫn khỏe mạnh thì mình thay nước mình cho tầm cỡ khoảng ít thôi đó, mình bổ sung để trong nước của mình nó có hàm lượng muối thôi, chứ đừng có phải là lúc nào mình cho nhiều quá. Thứ nhất là con cá của mình nó ra nhớt cũng không tốt, thứ hai là muối nhiều quá nó sẽ lờn, sau này ví dụ như cá trong hồ của anh em bị bệnh á, mình đánh muối mình đánh thuốc nó sẽ không hiệu quả nha. Đó thì mọi người cần lưu ý, nếu mà hồ anh em ngoài trời hoặc là hồ của mình có mái che mà nước nó vào giống như hồ của anh Hồng thì anh em cần lưu ý ngay chỗ điểm này nha.
Về phần hệ thống lọc hồ của anh Hồng á, thì hồi nãy mình tính quay thật là chậm cho mọi người xem, nhưng mà do mưa lớn quá với lại là mình lấy cái dàn lọc ra nó hơi khó đó mọi người, nên là ở đây mình sẽ mô tả cho mọi người hình dung cho nó dễ luôn. Nói chung là anh chị em cô chú nào theo dõi kênh của mình một cái thời gian dài á, khi mình mô tả thì mọi người cũng đã hình dung ra được cái hệ thống lọc hồ của anh Hồng như thế nào rồi. Từ ngay chỗ hồ chánh này thì anh Hồng làm là hai hút đá 60 nè, một hút mặt 34. Mình sẽ dẫn nước từ ngay chỗ hồ chánh nối vào hệ thống lọc của mình. Khi mà vào trong ngay chỗ ngăn đầu tiên á, thì anh Hồng xài là chổi. Ngăn thứ hai của mình là full Zimax. Ngăn thứ ba của mình là bơm cộng với là sứ thanh nha. Nói chung là lọc của anh Hồng cơ bản giống như của anh em mình là 3 ngăn. Một ngăn lắng, một ngăn Zimax và một ngăn bơm. Cái điều đặc biệt ở đây là bơm nha. Thông thường những cái hồ chánh tầm cỡ khoảng 1 khối rưỡi á, mọi người sẽ xài cái bơm dao động tầm cỡ khoảng 10.000 đến 15.000. Nhưng mà ở đây là anh Hồng xài luôn cái bơm 18.000 nha mọi người. Mình rất là khuyến khích anh em xài cái bơm lớn giống như của anh Hồng nha. Lý do chất lượng nước trong hồ của anh Hồng trong được như vậy, cá của mình nó khỏe mạnh được như vậy là nằm ở ngay chỗ cái phần bơm cộng như là hệ thống lọc của mình nha. Khi mà hệ thống lọc của anh em tốt nhưng mà mình lựa chọn cái bơm yếu thì chất lượng nước của mình cũng sẽ không xử lý được tốt. Nhưng mà khi cái lọc của mình tốt cộng như là cái bơm to thì chất lượng nước của mình khỏi cần phải bàn cãi anh em nha. Từ ngay chỗ bơm này thông thường thì mọi người sẽ chia tê, một đường mình cho ra làm thổi luồng và một đường mình sẽ cho lên dàn ba ki. Nhưng mà ở đây thì anh Hồng sẽ bơm lên hai cái thùng lọc tiếp theo của mình nha. Mấu chốt nó nằm ở ngay chỗ hai cái thùng lọc này nha mọi người. Nó sẽ quyết định xem là chất lượng nước trong hồ của anh em được xử lý tốt hay không nha. Mọi người lưu ý giùm cho mình, cái bơm khi mà nó bơm vào trong ngay chỗ thùng đầu tiên á, anh em mà cho nó vào ngang cũng được, có nghĩa là mình đục ống mình cho vào cũng được, hoặc là mình cho lên trên rồi mình đi xuống cũng được, cái nào cũng được. Nhưng mà mọi người lưu ý giùm cho mình là phải cách đáy tầm cỡ khoảng 20cm, 30cm nha. Sau đó ở trên á là anh Hồng sẽ để full Zimax, có nghĩa là nước của mình xuống cách đáy cái thùng 20cm, sau đó nó sẽ dâng lên, nó qua 5-6 lớp Zimax. Ở trên mình sẽ làm một cái đường ống thông, nước sạch của mình sẽ chéo xuống dưới đáy của cái thùng thứ hai. Anh em lưu ý giùm cho mình ha, anh em đi một cái đường chéo xuống cũng được, hoặc là mình đi một cái đường ngang, sau đó là mình đi cái co dẫn xuống đáy của cái thùng thứ hai cũng được. Nói chung là cách nào cũng được, nhưng mà phải cho nó xuống dưới và nó dâng lên, như vậy mới hiệu quả. Cái thùng thứ hai thì anh Hồng để là hai lớp Zimax, sau đó mình sẽ để nham thạch, sứ viên, sứ thanh, đá long vũ vân vân. Nước của mình sẽ dâng lên, nó qua những cái lớp vật liệu lọc này, sau đó sẽ qua ngay chỗ dàn ba ki và ngay chỗ cái dàn hồ nông bộ của mình, trả về hồ vừa tạo cảnh quan và cung cấp hàm lượng oxy cho hồ của mình luôn. Thì đó là toàn bộ cái quy trình mà hiện tại bây giờ anh Hồng đang vận hành hệ thống lọc cho hồ của mình nha mọi người. Anh em thấy là nước trong hồ của anh Hồng cực kỳ trong và cá rất là khỏe luôn. Giống như ngay từ đầu clip mình có chia sẻ là mọi người á, khi mà anh em chơi hồ nông bộ kết hợp với lại việc nuôi cá koi, nếu mà hệ thống lọc hồ của anh em xử lý nước không được tốt, cá của mình dễ dẫn đến tình trạng là nhát người, nằm đáy rút gốc. Còn cá trong hồ của anh Hồng ở đây mọi người thấy là 100% cá cực kỳ khỏe luôn nha. Thì chứng tỏ một điều rằng từ ngay chỗ hệ thống lọc nè, nguồn nước, luồng, oxy, tất cả các cái đều đáp ứng được hết. Và nằm ở ngay chỗ cái phần cái bơm đó mọi người. Hồi nãy mình có nói với lại anh em á, những cái hồ tầm cỡ khoảng 1 khối rưỡi đến 1 khối 7 thì thường mọi người sẽ xài cái bơm từ 10.000 đến 15.000. Nhưng mà ở đây do hồ của mình kết hợp với lại hồ nông bộ, nó dễ dẫn đến tình trạng là cá của mình bị stress nếu như một trong những cái vấn đề giống như luồng hoặc là oxy của mình thiếu, thì anh Hồng xài luôn cái bơm 18.000. Nó lọc rất là mạnh nha, nên là cá của mình nó thích nghi với lại cái môi trường trong hồ á, nó nhanh chóng hòa nhập rất là nhanh. Nên là anh chị em cô chú nào ở nhà mình đang có dự định làm những cái mẫu hồ tầm cỡ khoảng 1 đến 2 khối, mình chưa biết làm lọc như thế nào cũng như là lựa chọn bơm như thế nào, thì thông qua video này anh chị em cô chú có thể là tham khảo cái mô hình hồ cũng như là cái cách lựa chọn bơm trong hồ của anh Hồng nha. Mình cho anh em một cái lời khuyên là nên lựa chọn cái bơm lớn một tí xíu để cho cái việc lọc nước cũng như là giúp cho cá trong hồ của mình nó nhanh chóng làm quen với là môi trường, nó tránh cái tình trạng là lọc yếu, thiếu oxy luôn, nó dẫn đến là cá của mình nó dễ bị nhát người nha. Và đặc biệt là hồ của mình khi mà hồ nông bộ cá nó dễ rút gốc vào, nên là cái việc anh em huấn luyện nó sẽ khó hơn những cái hồ bình thường nha. Ngày hôm nay thì mình cùng với là anh Hồng đã giới thiệu với là mọi người một cái mẫu hồ mình chơi hồ nông bộ với lại nuôi cá koi rất là đẹp nha. Anh chị em cô chú nào mình đang muốn làm hồ thì có thể là tham khảo cái mô hình hồ của anh Hồng nha. Thôi mình xin phép cũng kết thúc video tại đây luôn nha anh em. Thì cũng đại diện cho bên kênh anh Hồng, em cảm ơn rất là nhiều đã chia sẻ hồ lên cho mọi người tham khảo. Đại diện cho mọi người đam mê chơi cá koi nói riêng và toàn thể mọi người xem được video này nói chung, em chúc cho anh Hồng cũng như là gia đình mình luôn dồi dào sức khỏe. Em chúc cho công việc của anh làm ăn ngày càng tiến triển, phát đạt và thành công nhiều hơn nữa nha. Mọi người xem video thấy những cái mình cũng như là anh Hồng chia sẻ nó hữu ích thì hãy nhớ nhấn like và đăng ký kênh ủng hộ hai anh em mình nhé. Một lần nữa mình xin chúc cho tất cả mọi người xem video vui vẻ nha.